Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tính, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viếng, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Trang sách sống dậy. Tiểu Sủng ca, anh đang xem gì vậy? Anh đang nghiên cứu giáp cốt văn. Giáp cốt văn? Em cũng có hứng thú, anh cho em xem với. Ồ. Hiếu Hiếu. Hả? Con tìm ở đâu được cuốn sách cổ này vậy? Nội ơi, là Tiểu Sủng ca cho con mượn xem đó. Ồ. Hiếu Hiếu à, đối với sách cũ thì càng phải trân trọng hơn. Gáy sách bị lỏng rồi thì phải nhanh chóng sửa lại để tránh bị hư hỏng. Dạ. Hiếu Hiếu, nội nói chúng ta phải nhanh chóng sửa lại sách. Gấp gì chứ, xem xong rồi tính. Hả? Thiếu nhiều trang như vậy làm sao mà xem được? Anh có cách rồi. Các trang sách đều sống dậy rồi. Các trang sách ơi, tập hợp nào. Đều đủ cả rồi chứ? Trang 6 vẫn chưa quay lại. Các em nhìn thấy trang số 6 không? Lão Lục á, hình như khi nãy em thấy bạn ấy bay lên nóc nhà. Em nhìn thấy bạn ấy bay ra khỏi sân rồi. Lúc mới đầu em thấy bạn ấy xoay vòng ở trên không, sau đó thì không thấy nữa. Mỗi người một kiểu thì anh biết tìm ở đâu chứ? Mọi người đang nói gì vậy? Mau giúp em đi. Sao em lại bay xuống dưới gầm bàn vậy? Khi nãy gọi em cũng không trả lời. Thế chắc cô em yêu á, khi nãy bị gió thổi ngất đi, vừa mới tỉnh lại đó. Các em thật tội nghiệp, anh nhất định sẽ đối xử tốt với các em. Cảm ơn anh. Em muốn làm gì? Em muốn nhanh chóng sửa lại chúng. Các em không sao chứ? Còn tốt, may mà nước không nhiều lắm. Nếu không thì tụi em sẽ rất đau khổ. Thật xin lỗi, anh đưa tụi em đi phơi nắng nha. Ở đây nắng quá. Ánh nắng đầy đủ mới nhanh chóng phơi khô được. Tụi em sắp chịu không nổi rồi. Tụi em cả ngày không nhìn thấy mặt trời nên thể chất mới yếu ớt. Phơi nắng nhiều một chút sẽ có lợi đối với tụi em. Em chỉ cảm thấy cả người khó chịu, chẳng có cảm giác thoải mái chút nào. Các em đừng gấp, phơi thêm một chút nữa đi, sẽ cảm thấy thoải mái thôi. Được thôi, nghe anh vậy. Các em phơi nắng đi, anh đi sửa lại mấy trang sách khác.
thật khó chịu, em thật khó chịu. Hả? Em sao vậy? Trên người em rất ngứa. Hả? Trên người em có côn trùng. Đừng có sợ, để anh giúp em bắt côn trùng nha. Anh phải đem nó đi phóng sanh. Em tới nơi khác sống nha. Các em thấy thoải mái không? Em qua mắt chóng mặt. Em toàn thân vô lực. Hả? Tụi em có thể không phơi nữa được không? Nước trên người tụi em cũng khô rồi. Anh đưa tụi em về. Em khỏe hơn chưa? Thoải mái hơn nhiều rồi. Thật tốt quá. Ngày mai anh sẽ đóng tụi em vào sách. Hả? Hả? Sao lại vậy chứ? Rõ ràng hôm qua anh đã dọn sạch côn trùng nhỏ rồi mà. Tại sao mà trang sách không nói tiếng nào vậy? Trang sách ơi, trang sách, em sao vậy? Em sao vậy hả? Chẳng lẽ bạn ấy chết rồi? Hiếu Hiếu, có chuyện gì vậy? Tiểu Súng Ca, tớ nhìn nè Tiểu Súng Ca. Hả? Hôm qua em đã làm gì? Sao em ấy lại thành ra như vậy? Em không làm gì cả. Chỉ dọn sách côn trùng cho em ấy thôi. Những cuốn sách cũ này cũng giống như người già lớn tuổi, sức đề kháng rất kém. Chuyện này, hệ miễn dịch của họ đối với côn trùng cũng giảm xuống rất thấp. Đối với họ nên vô cùng cẩn thận. Chỉ cần không cẩn thận chút thôi thì sẽ xảy ra chuyện ngay. Em biết sai rồi. Nhưng mà họ đã thế này rồi, chúng ta phải làm sao đây? Để anh nghĩ xem. Có rồi. Hả? Là cái gì vậy? Bôi nó lên trang sách, tận tâm chăm sóc thì trang sách sẽ dần khỏe lại. Thật tốt quá. Sao mấy không có chút phản ứng nào vậy? Thể chất của họ yếu ớt, phải từ từ làm từng chút một. Em sẽ xem thêm những sách nói về giữ gìn sách vở để tìm thêm phương pháp. Hiếu Hiếu, đọc thế nào rồi? Giữ gìn sách vở, quan trọng nhất là phải tránh để bị côn trùng cắn, tránh phơi nắng trực tiếp, tránh bị làm ướt, nghiêm cấm lửa. Còn có... Hình như em ngủ rất lâu rồi. Hả? Em tỉnh rồi hả? Thật tốt quá đi. Lão Lục, Lão Lục. Lão Lục sao vậy? Lúc nãy bạn ấy đột nhiên ngất đi. Thể chất của em ấy yếu ớt, có thể là bị nhiễm phải vi khuẩn gây bệnh khác rồi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đừng gấp, để anh xem. Hóa ra là do chúng. Đó là cái gì vậy? Là nấm mốc. Chúng thường tập trung ở diện sách cũ, làm tổn hại sách cũ. Bây giờ phải làm sao? Bảo vệ trang sách, không được để nấm mốc tới gần. Cuối cùng đã không sao rồi. Hả? Hả?
Sao lại như vậy chứ? Nấm mốc chỉ cần không tiếp xúc không khí thì sẽ biến trở lại hình dạng ban đầu. Thôi. Làm sao xử lý chúng đây? Giao chúng cho phòng thực nghiệm bảo hộ sách cổ hay làm nghiên cứu đi. Khi đọc những cuốn sách này chúng ta phải vô cùng giữ gìn, thì sinh mạng của cuốn sách mới càng dài hơn. Em sẽ làm vậy. Các bạn nhỏ ơi, xem xong câu chuyện hôm nay, các em có thu hoạch gì không? Đối với những sách cũ, sách lâu đời, chúng ta phải vô cùng trân trọng, tôn trọng chúng. Có hư hỏng thì phải sửa chữa ngay. Giữ gìn nguyên dạng thì tuổi thọ của cuốn sách này mới lâu dài. Nhà có dạng cuốn sách, chúng ta rong chơi trong biển tri thức, đó là hạnh phúc biết bao. Câu chuyện hôm nay tới đây thôi. Hẹn gặp lần sau.